Nhiều giờ qua, dư luận xôn xao về vụ án mạng ở Vĩnh Long do mâu thuẫn chuyện tiền bạc. Nghi phạm đã dùng súng bắn chết người, làm bị thương hai người khác, rồi đốt luôn nhà của nạn nhân. Đây cũng là từ khóa của bản tin trưa nay. Thưa quý vị, chiều 25 tháng 1, nguồn tin của phóng viên Báo Thanh niên cho biết, công an tỉnh Vĩnh Long đang ráo riết truy bắt nghi phạm. Theo thông tin ban đầu, thì vào khoảng hơn 11 giờ cùng ngày, sau một tiếng nổ lớn thì người dân tại ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, phát hiện 3 người bị bắn, gồm hai người đàn ông 59 tuổi và 40 tuổi, một người phụ nữ 60 tuổi. Phát hiện sự việc, người dân đưa ba nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên do bị thương nặng, người phụ nữ 60 tuổi đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Tiếp nhận tin báo, các đội nghiệp vụ công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với công an huyện Mang Thít đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc, truy bắt nghi phạm. Nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do người đàn ông 40 tuổi vay tiền nhưng mất khả năng trả, có người đã nhiều lần đến đòi nợ ông này nhưng không được, dẫn đến vụ án mạng. Nghi phạm được xác định là một người đàn ông 50 tuổi, trú tại phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau khi gây án, nghi phạm dùng xăng đốt nhà của nạn nhân rồi leo lên xe máy tẩu thoát.